Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái mô hình nữa. Mô hình này cũng khá là hiệu quả trong cái việc mà giúp cho nâng cao cái khả năng đầu tư forex hiệu quả hơn. Các bạn có thể truy cập vào website của tôi là hoangngocson.com để có thể tham gia các khóa học miễn phí online và offline của tôi để giúp hỗ trợ cho các bạn nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái mô hình kế tiếp. Trong cái mô hình này có tên là Engulfing giảm giá, hay còn có tên gọi khác đó là cái mô hình lồng vực ngược. Cái mô hình này xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ tăng giá, thì nó gồm đánh tăng số 1 và đánh giảm số 2. Và các bạn lưu ý một điều là trong mô hình này thì cái nến số 2 này nó có thân nến, nó kích thước của nó áp đảo của thân nến số 1. Như vậy thì với cái kích thước áp đảo như thế này, nó khẳng định một điều là cái xu hướng tăng đã chấm dứt. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hiện chờ đợi dấu hiệu để thực hiện lệnh bán ra. Chúng ta hãy theo dõi cái video. Đó, chúng ta hãy theo dõi. Bây giờ giá bắt đầu hình thành xu hướng tăng. Đó, chúng ta theo dõi xu hướng tăng. Đó, xu hướng tăng. Đó, chúng ta thấy rằng đây là cái nến tăng số 1 và cái nến đánh giảm số 2. Nếu cái nến này mà có giá đóng cửa là thấp hơn, và đồng thời nó cái thân nến nó tạo thân nến áp đảo thân nến số 1, coi như đã đầy đủ cái tính năng của cái mô hình Engulfing giảm giá. Rồi, chúng ta thấy rõ ràng kích thước lớn hơn. Như vậy thì khi cái mô hình này được hình thành xong thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh bán ra ở cái nến kế tiếp này. Và một lần nữa tôi cũng xin nhắc với các bạn là các bạn hãy mở cái đồ thị MT4 ra để các bạn theo dõi các cái nến và để nhận dạng cái mô hình này, học thuộc cho nó nhuần nhuyễn, để như vậy thì khi các bạn có thể quan sát các cái dấu hiệu trên thị trường một cách linh động để chọn điểm vào hợp lý và thoát lệnh hợp lý, giúp gia tăng cái lợi nhuận. Và một lần nữa tôi cũng xin khẳng định với các bạn là những cái mô hình mà tôi đã chia sẻ đây cho các bạn là những cái mô hình được kiểm chứng rất lâu của lịch sử những nhà đầu tư chứng khoán và forex, và đồng thời bản thân tôi đã lựa chọn qua để giúp để test và kiểm nghiệm nhằm hỗ trợ cho các bạn, cung cấp cho các bạn những công cụ, những dấu hiệu tốt nhất để các bạn có thể giao dịch hiệu quả. Và cũng đừng ngần ngại chia sẻ cái video này cho những người bạn của bạn, những người thật sự quan tâm, và hãy quan tâm đến cái đường link chia sẻ trong cái phần mô tả của cái video này, sẵn sàng chia sẻ cho những người bạn khác để có cơ hội, để họ có cơ hội tham gia các khóa học offline của chúng tôi, những khóa học miễn phí hoặc là những sự tư vấn hỗ trợ miễn phí, giúp tạo một cộng đồng những người giao dịch forex thành công ở Việt Nam. Đây là tâm huyết cũng như là cái mong mỏi chúng tôi mong muốn mang lại cho cộng đồng hỗ trợ nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video kế tiếp.